Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội hiện nay đang thông tin, thời gian vừa qua lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số những vụ đối tượng giả mạo các tổ chức y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần phải hết sức đề phòng để tránh những thiệt hại không đáng có. Đánh vào tâm lý lo sợ lây nhiễm COVID-19, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến để quảng bá các sản phẩm phương thuốc có thể điều trị phòng ngừa virus như tác dụng của vaccine để lừa nạn nhân. Không những vậy, các đối tượng còn làm giả bác sĩ hoặc nhân viên của bệnh viện, mạo nhận là đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi COVID-19 và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình điều trị đó. Trước rất nhiều chiêu trò và thủ đoạn lừa đảo trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet có thể trực tiếp gửi các đường link tình huống lừa đảo trực tuyến hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến địa chỉ. Địa chỉ thứ nhất, đường dây nóng 113 và trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội có tên truy cập là Công an thủ đô. Thứ hai, đường dây nóng của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số điện thoại 069 219 4053 và phương thức thứ ba qua địa chỉ HTTPS hai chấm gạch chéo gạch chéo cảnh báo.ncsc.gov.vn. chấm Đây là trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam. Thưa quý vị, bên cạnh những nỗ lực của cơ quan chức năng thì người dân cũng cần phải tự nâng cao sự cảnh giác đề phòng cao độ để tự bảo vệ cho mình và người thân trước những nguy cơ lừa đảo.